Hello everybody, okay now we learn the new word first. In unit 10, architect, architect, là prefixing noun, countryside, countryside, là prefixing noun, delivery, delivery, là prefixing noun, measure, measure, mình là tạm prefixing verb, monument, monument, là prefixing noun, museum, museum, là prefixing noun, sightseeing, sightseeing, là prefixing noun, seal, seal, là prefixing noun, spinach, 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 là prefixing noun, shift, shift, là prefixing noun, traffic, traffic, là prefixing noun, volunteer, volunteer, là prefixing noun. Bởi chữ kế sắp mình là smart chất volunteer, prefixing noun. Hello everybody. Okay, now we start to learn our lesson chapter 4. Dangers in the city. Unit 10. A trip to Phnom Penh. A trip to Phnom Penh. A trip nghĩa là ca thua đầm nà. Ca thua đầm nà tàu tì krong Phnom Penh. Nó krong mì riêng ấy cứ miên cô ổng nóng. Talking about a trip to the city and comparing with the countryside. នៅក្នុងមេរៀននេះគឺលោកគ្រូបានរៀបចំថតជាវីដេអូអានពន្យល់បកប្រែពីទំព័រនៃមេរៀនទី10រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនទី10មានចាក់ recording និងអានបកប្រែអត្ថបទឲ្យបងប្អូនងាយយល់សិក្សាបន្ទាប់ពីបងបានរៀននៅសាលាហើយបងអាចមើលវីដេអូនេះសារឡើងវិញដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់បងដែលរៀនខ្សោយខ្សោយនៅសាលាអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងតែម្ដង Unit 10 A trip to Phnom Penh. It's bigger than I thought. វាធំជាងខ្ញុំគិតទៅទៀតសតសតនឹងមកពាក្យថា sing sing សតសតវាជាទម្រង់អតីតកាលរបស់ពាក្យថា sing Unscribble the word and match them to the picture. Write the answer in your notebook. ចឹងបងមើលពាក្យនេះវាអត់ទាន់ក្នុងលំដាប់ទេបងអាចរៀបវាជាលំដាប់ត្រឹមត្រូវនៃពាក្យតើពាក្យហ្នឹងយើងអាចរៀបវាជាលំដាប់ត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរបងមើលរូបភាពនេះអូខេ Listen to the conversation between Naoko Pisat and Aruni. Answer the question in your notebook. Okay, now listen to the recording. Tape script 4.10.1. I traveled to Phnom Penh for the first time last weekend because I wanted to go sightseeing. I hadn't traveled around since coming to volunteer here at the health center. Did you enjoy your trip? Yes, but Phnom Penh is busier than Phố Sang. There are more motorbikes and remorques than in the countryside. That made it easier to get around the city. What did you see? I went to the Royal Palace first. The palace is bigger than I thought it would be, but it's not as large as the Emperor's Palace in Japan. Also, the palace grounds were more peaceful than the outside. How else does it compare to the countryside here? Let's see. Well, the traffic is worse in the city than it is here. There were cars everywhere and it seems more dangerous than in the countryside. There are more people and the buildings are taller than they are in Phố Sang. Do you plan to go back? I don't know. Maybe. The thing I like about Phnom Penh is there are more restaurants than here. So I was able to eat a lot of different food. The people are as friendly as they are in the countryside, but it is louder than here at night. I don't think anyone sleeps in Phnom Penh. End of tape script
10.1. Listen again and complete the sentences with the word you hear. Okay, now listen again. Tape script 4.10.1. I traveled to Phnom Penh for the first time last weekend because I wanted to go sightseeing. I hadn't traveled around since coming to volunteer here at the health center. Did you enjoy your trip? Yes, but Phnom Penh is busier than Phố Sa. There are more motorbikes and road marks than in the countryside. That made it easier to get around the city. What did you see? I went to the Royal Palace first. The palace is bigger than I thought it would be, but it's not as large as the Emperor's Palace in Japan. Also, the palace grounds were more peaceful than the outside. How else does it compare to the countryside here? Let's see. Well, the traffic is worse in the city than it is here. There were cars everywhere and it seems more dangerous than in the countryside. There are more people and the buildings are taller than they are in Phố Sa. Do you plan to go back? I don't know. Maybe. The thing I like about Phnom Penh is there are more restaurants than here. So I was able to eat a lot of different food. The people are as friendly as they are in the countryside, but it is louder than here at night. I don't think anyone sleeps in Phnom Penh. End of tape script 4.10.1. Tape script 4.10.2. 1. Phnom Penh is busier than Phố Sa. 2. There are more motorbikes and road marks than in the countryside. 3. The palace is bigger than I thought it would be, but it's not as large as the Emperor's Palace in Japan. 4. There were cars everywhere and it seemed more dangerous than in the countryside. 5. The thing I like about Phnom Penh is there are more restaurants than here, so I was able to eat a lot of different food. End of tape script 4.10.2. Chúng ta sẽ ôn tập bài bản của bài tập xa lăng với những bài vùng bình trên lọc đi. Lẽ các bạn nâng cao biểu tiếp phần niệm của bài tập xa lăng với và sân tập bài bản. Nó còn nói cứ ôn những giờ ba âm pi ca biểu tiếp phần niệm. Dừng hạ là thay or adjective. Tại dừng biểu tiếp dòng mạch. Prophet này còn niệm cứ one syllable. Cụ thể là chỉ biết small chứ. Dừng ai buộc ở hay buộc đèn. Chân đi thì lại cả nạn tùm rốn comparative adjective. Small, smaller than. Bất sân bia two, rưu có more syllable. Bất sân bia còn niệm nó phí. Rưu có tràn chiếm. Đại mình bị chọc ra sau vái. Chọn ra bì chiếc mình bị chọc ra sau vái. Chân đi chỉ interesting, nhưng pra bị more. Bộ nâng còn niệm hài. Chân more, mình là thầm more interesting than. Có vấn đề vì chỉ là cái nạn equality, mình là the same. Kéo inferiority. Nhưng pra adjective plus adjective plus as. Bởi xin vì chỉ là cái nạn negative, nhưng pra bị not. As plus adjective plus adjective. Plus us. Chân đi chỉ pretty ở thì là sạch. Chân sạch đối as pretty as. Not as pretty as. Nên đi chỉ là cái nạn irregular. Vì ở tiếng tốt good nâng vì đi chỉ better. Bạn đi chỉ worse
Father, your father, a father, you go further. The answer is F. You or TAE or further, you go further. Comparative with noun, money, more, 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 plus noun plus then. More, more, money than more, more, less money than more, 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 more. Use the word in bracket to complete the sentence with the correct form of comparative and write them in the notebook. Chúng ta phải biết được trong một cái chỗ là bởi một phần bởi dụng chỉ mỗi những tùm rộng trăm trấu lấy comparative hay sẽ xây phổ biến được trong notebook rồi bỏ nè. In Cambodia, nó có nông bởi tế Campuchia, abroad is thì thấy nè hot nó như thế nào vì cái đầu chứ nó theo cái đầu chứ như thế nào more hotter đến January để dần mà hot nó mình dừng thở thèm mà sọt thì đục và những thèm ý ổ motorbike are slower than car slower những thèm ý ổ Siem Reap is busier than Phnom Penh busy nhưng lúc ở sau quái thèm ai ý ổ There is more traffic in my town than last year. Rất là there is less traffic in my town than last year. I think I am better. Good tiếng Anh đã better. Better at English than I was last year. I am 15 years old. My brother is 7 years old. My brother is older than I am. Rư gà tha ôn ai cũng bình thì ôn kết luôn ai mà cái lo của bình khó hẹn ấy ôn ai thua luôn ai xa mất rư gà thua đôi đủ đấy. Ok. Make your own comparison bằng cách phân tích toàn bộ này. Choose three of the following adjectives. Chữ rư bảy này có nên niệm toàn này. Hai nâng bằng cách as comparison. Mình nói là cách phân tích có nên niệm as as. Anh em mình nói là đồ chứ. Write them in the notebook. Happy, as happy as. Sabai doi kamako. Note ngay bạc lui. Payday. Chính long, when short, like beautiful, and smart, clean, clean, and. Mình là dễ bị ca sẵn át ca ấy nữa. Chắc toàn bị là máy sẵn. Bởi vì bị sống rộng. Mà lúc ấy yên bà beautiful. Tall, poor, small, toy, rich, mean, strong, clang. Chúng con ai priệp tiếp lại cái này. Chỉ lại cái này. As long as mà. Có sống tốt. As chơi chơi as mà. As long as short as beautiful as smart as chẳng. Vẫn thấy con priệp tiếp. A little home. Thì là sống bóp ra tập tiền. Match the word in the box with the pictures and write them in the notebook. A. Food delivery. Mình là chai chai hộp hà. Đặc chai chai. Architect sapacha ko. Seal sold. Guest house that some night. Museum sẵn tì. Sif chào monument. Vì mình ai kể đến chính phật của cụ con. Cook
quickly read Nako's letter to her parents. What is the hardest thing she has never tried? Then the group of friends, somebody about stuff. Dear mom and dad, I am writing this from Phnom Penh. Mình là nhóm Kompong Suse ni. Vì tì krong Phnom Penh. Tì krong đài populate bằng phót nô bởi tế Campuchia. Populate. Popular. I have come here. Nhóm bàn một tì ni. Đồng bấy. Do some sightseeing. Mơ tế phiếu khá. Nhóm trong tỉnh vầy vầy bị bấy để khi mình ai tính nấu thì có nấu hẹt bộ sạch phòng này để á miên vầy vầy chỉ tràn là mấy mơ nó tí ni đôi nó tí nút nó tục chủ. The first thing ở vầy đồng bộ để khi nhóm bàn mớ khới nó về Đà Lan cọc rồi bọc nhóm một tục trong tì cọng cứ Women I create. Independent born women. Women I create. Vì cứ chia women I create đào thô một phút nó tì cọng Phnom Penh. Cambodia most famous architect thập bạch chạc cầm đây là bài ông phút nó cầm bì chìa. One Molly Van thập bạch chạc có thập bạch chạc cầm thập bạch chạc có đã là bài ông phút mà cầm bì chìa. Lộ Văn Muni Văn Văn Muli Văn Ban sang sang viết đồng bày bà rộng nâu ca ai gửi bà tế chết bì bà ràng bì ca cục rộng bà ràng chương ban tờ lê sạc mân tì chết phòng đài vì miên ca bà mô bà lông là thông một phát này và thông mãi nó không phục lộ. Nó thằng ngày tí bí đâu có tí cỏng. Mà chắc chắc xâm lạc bọc nhông. Tí cái này để khi nhông cũng xâm lạc nó lúc bàn bạc nhông thả. Cần lại mùi đã lòm phật. Nóng chùm nóng cần lại đã lòm phật. Nó cứ đầm bây tờ lê. Cứ Seal Island. Phật bàn dây thả. Vìa cứ chết bằng phật thái. Vìa cứ most beautiful rural setting. Chẳng ra lại nó tam chân nó bọt là sọc sát nó bọt nó không nó bọt nó khi ông chỉ tụ tổng đoàn tí nó khi ông sợ bài chật nà khi ông bàn mà chỉ tụ tổ nó khi ông kết tha vía cư stunning as the Bosat countryside khi ông kết tha vía stunning mình nên thả đài rộng phơm để sợ bài gì thế đôi nơi chân ở bọn hẹt vô sật một hôm nay chỉ chán lâu có nâng cư rộng xì dành châm chỉ vật đôi tập bài sốt vì vô nâng cư tập bài bài sốt bố kê rồi nâu thoa mặt đà chiên một hôm nay nó không tì cọng. Hai bố kê kháng cư chung một lúc đã rẻ tẹt bằng phót chung nó một lúc đã rẻ tẹt chỉ tràn để khi ông bàn chút nó tình bố kê bàn ăn nhạt ở khi ông bằng quầy nào ai mà sân bàn sốt đâm bay xa là bòm bàn mới. Vì cứ chia ca nghe này vì cứ chiều vài đẹp bạo vì bạo phót đẹp trong trọc giải mở mạng khi ông ban tinh ở mạng đâu còn sai sột xin scout đài thua lọ chiêng đài nẹ bàn nên là đài mạng miên để lọ nẹ nếu bây giờ khi ông tập lọ một quánh khi ông ban tàu central market xa cầm đá đầm bay tây nhà bay bay đặt tây tiệt bị bay viên miên là tập hết tùng linh đã thông một phật nấu đi cầm nông bên nhưng bàn tây nhà rồi kia nấu bò nấu sao ri
Tí nu hai pra hai chi thao chiêng để khi mà ai tỉnh nó cần lại xe là tiện nó không thì cầu. Not everything. Mình ở vay vay tình ở thế thì mình sẽ vật kia phải xa nó thì cầu 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 cầu. Thì ra cho cứ mình lọ chiêng nó thì cầu như vậy. Hai pra hai chi vi ở cầu phát để khi mà ai khơi. Nơi thì cầu là thông khá. Để khi mà ai tự lê lực lại để thì cầu cầu cầu. Hãy đăng cho cả ta. Tụi bây giờ na cả đói mà chắc ta xâm nã bàn rạp trong thà Phnom Penh cứ miền hộp, miền bọc bọn chai chai một hộp đã thô một phật nó không phục lộ. Hai ở dự bò thà khi ai tuôn sạp tốt. Hai miền một hộp đã chai chai ai tốt đó ta xâm nã phong đại. Nhưng bị riêng để khi bàn thôi. Nhưng nâng sơ xê tàu mà đọc tiết chạp chạp lào nà cụ. Chẳng đi kì chơi xâm bọt rồi bỏ nà cụ là chân chơi chụp bốn nhà tàu ỏi. Phụng mà đài và cốt nấu có thể chụp bọn đại cốt thả cốt cũng phụng rưu nấu khác bộ sẵn hãy còn mà lên thì còn một bệnh. Read the letter again, complete the sentence with the correct word and write in journal book. Chúng bọn ai mơ ở tầm bọn hàng lớn lắm. Hai dự bọn bình vì lịch mối đã lịch bọn bọn ai mất. Rule: draw the table in your notebook and complete the superlative. Example: superlative sentence. The longest bridge in the world is Pearl Bridge in Japan. Spin đại quay một phút nó không phục lô cứ spin Pearl Bridge nó không thể chụp bóng. Vì mình phục vãi một phút mà rồi cao sống hồi mạng. Angkor Wat is the most popular tourist attraction in Southeast Asia. Angkor Wat cứ chia mình là cần lại để tiện tiền để cho để mình chia bởi một phút nấu khăn nóng Asia này. Lima, Peru is furthest large city from Phnom Penh. Lima, Peru cứ chưa tí con là thông một phút mà thông chứ ngay á. Vì tí con Phnom Penh. Chân khăn cọp này cứ chưa bảo vệ để con liếm để dân priếp thiệp kéo ra tùm rốn sắp phá là chứ. Lạ cả nạn tiếp tiếp đạch đạch kế one syllable là tí hoa là chỉ biết smart chứng dương pra đỡ hai bộ con đơn niếm hay thay est chứng smart chứng the smartest two or more syllable và sân con niếm nó bị chiến rồi gọi tràn chiến dương pra the most mình là bằng phót á list nó mình là tích bằng phót adjective mà tí hoa expensive chứng the most expensive mean a climate pot irregular good chứng thì chia the best bad chứng thì chia the worst far here the farthest the worst nó nghiêng sẽ say W-O-O-S-T worst. Write the question in your notebook using the superlative form. Chẳng ổn ai sẽ xê chỉ là cái nạc tùm rộng superlative form. Vì thì họ all in it. Mình là oldest, the oldest. Who is the oldest person you know ở chẳng mà. What is the longest word in this sentence? Who is the best popular, mình là pop song in the world? Where is the beautiful, where is the most beautiful place you have ever visited? Which is the worst restaurant in the town? What is
the most difficult grammar point in English. Chúng ta ở dừng xua chữ cú á. Chẳng lại đến từ xa dừng mình ai vừa cả chữ cú bạn. Who is the oldest person you know? The oldest person I know is a chẳng mặt. Bigger phong chuyện. Better logic. More như thế. Choose an item. Để chưa được bỏ muối. Pi ta ràng nằm bay này dây. Không bị. Pra xung lúa. Thằng kram nằm bay phô ra đi nè. Hai nâng robot. Robot đại cụ vào nè. Write your idea in your notebook. Bicycle, con, motor, mobile phone, shoes. When did you buy it? How much did it cost? Is it your first one? What do you like about it? What don't you like about it? Now use this idea to write 5 comparison and superlative sentences about your group phone. Example, Panok phone is bigger than mine. Sok Liang phone is the most expensive. Read the sentence, choose the correct description of each. Chúng ta phải mở ví dụ thành ở đây. Mình đã tập ví dụ A rồi hốt đó ví dụ E. Hãy phụn ai chưa được mở ta mỗi ná. Tại vì chỉ cả phụn ai tâm trọng. Phụn ai phụn ai mất. Đó là sọ chê đấy ạ. Đó là sọ E. Đó là sọ chê đấy. Ai sẵn bọn phương lần này mà ta ai thua tập bản thế. Tam dựng riêng vị trí co căng lơ bị ca bị tiếp quân ở điểm. Comparison of adjective. Superlative adjective. Nói bọn ai dụng. Mount Oral measure 1813 meters. Mount Kla Mung measure 1205 meters, and Mount Kabal Rusay measure 1428 meters. Okay, put it here. Ta, and now we high S, and now we low S. Then Mount Kabal Kumum. The highest mountain, chẳng là Phnom Kabal Khmum nâng. Cứ chữ Phnom là khuôn phật. Chẳng bồn mơ mơ ta Phnom Kabal Khmum nâng khuôn phật lại ở đấy. Rưu gò Khmum Kabal xoáy việt việt tiếp chừng khuôn phật. Chẳng bồn mơ ở bì bảy lần lái hết bồn ai chơi rực. Phnom ở rá việt khuôn phật. Nó bỏ ra nó bị khuôn phật. Nhìn giờ cái này đi. Phụn mỡ nó bị khuôn phật mẹ. Để chấp lúc ra tiếp phật nó. Nó phụn ảnh mỡ. Chẳng phụn ảnh chưa rực. Mình này thảm nó bị khuôn phật này. Tại dương chưa rực là cái này. Choi mỡ. Chúng rực vào dương mỡ hay việc bất. Để kê rai rạm, nó như dục miền này tha. Nó bỏ ra nó bị khô trên kê mẹ. Chứ như cú phụ thọt với cậu này. Ây đó, yellow shirt, mình này ao po lưỡng mình nằm lại vào mùi mơn riêng. À ao po bày tóm buôn mơn riêng lại. Chân kéo dân chờ rửa, kê tha. Ao lưỡng mình nằm lại tịch chiên ao po bày tóm. Ao po bày tóm mình nằm lại tịch thọc chiên ao po lưỡng. Hãy áo bồi tó mình làm lại khai chuyện áo bỏ lượng. Chẳng bồn mớ chấm lại để chuyện như vậy chúng ta dùng mùi nạ. Chẳng bồn dục tình áo bồn ai thân khai việc tiếp bỏ ra chơi được lần này mất. Chẳng lực nông mê rên ní cư bồn dục cho bác ông bì ca việc tiếp bồn lần niếm. Cứ đẹp khả nạ ní bồn bật sân
toàn dù cho bác buồn ai mưa ca phân dư và được cứu sát mấy nâng dù ở chỗ bác hàm tiết âm bì ca kia là superlative adjective nó có nông mê đến cứ bồn dù với chỉ còn căn được chỗ bác nhưng xôm ở con bồn bố này bàn châm lại về về đi mọc sọc xa mơ mê riêng lúc rú vì đã mở ra chọc sẵn công thạc bồn nâng dù chỗ bác chỉ muốn mùi công rạch thêm tiết nâng xôm ở con bồn bồn xa chết mấy chúng rượp lý chụp kinh mì riêng tì làm mùi tiết. Goodbye.